Chào mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui và sảng khoái khi xem video của mình nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ nha yêu mọi người. Tần Diệu lần nữa mời Diệp Lạc Giao ghi hình chương trình cùng nhau đi du lịch. Sau khi xem danh sách khách mời Diệp Lạc Giao không do dự đồng ý. Trong lần quay này có rất nhiều drama, Chu Tử Kiện cao to vạm vỡ từng đóng trong phim Boy Love sau đó hốt luôn mẹ của bạn diễn. Tôi coi cậu là bạn nhưng cậu muốn làm ba dưỡng tôi. Tống Chiết Hàm với hình tượng bên ngoài ôn nhu nhẹ nhàng là một ánh trăng sáng, bên trong là lén lút lập ACC clone chỉ cả thế giới. Mỏ siêu hồn. Dương Kỳ một ngôi sao đang hot với hình tượng dáng đẹp, ăn hoài không mập nhưng thực chất mỗi khi ăn xong cô ta lén lút nôn ra hết. Đúng là vô cùng lãng phí thức ăn. Đỗ Nguyệt cầm vị khách mời này thích cậy già lên mặt bắt bớ đạo đức người khác. Lưu Nghiên một thần tượng mắc bệnh công chúa cộng thêm EQ hơi thấp. Lê Tư Viễn cộng tất cả khách mời lại cũng chẳng nóng tính bằng người này. Anh ta còn đánh nhau một trận với quản lý vì bất đồng quan điểm nữa. Dàn khách mời đầy drama như thế này ai mà không thích hóng đâu. Ngoài dàn khách mời, Diệp Lạc Giao còn có tần diệu tham gia tập đầu của chương trình. Các bạn cùng tôi hóng xem tập đầu của cùng nhau đi du lịch nhé nhớ like và bình luận nếu thích chuyện một tuần sau sáng sớm quản lý lý lị của diệp lạc giao và trợ lý đã lái xe tới nhà họ hoác đón người rồi suốt quãng đường lị lị chuyên nghiệp nhắc nhở diệp lạc giao những điều cần chú ý diệp lạc giao vui vẻ nghĩ thế nên ekip chương trình không có quy định lúc quay phim không được dùng điện thoại phải không quá tuyệt vậy mình có thể yên tâm hóng drama rồi đội quay phim của ekip chương trình đã chờ sẵn ở cửa sau sân bay rồi diệp lạc giao vừa mới bước chân ra khỏi cửa hai người quay phim đã vác máy quay chạy thẳng về phía cậu sau cùng nhau đi du lịch này cũng chọn hình thức livestream để lên sóng Diệp Lạc Dao cười rộ lên vẫy vẫy tay chào hỏi, hoàn toàn không hề mất bình tĩnh chút nào, Lý Lệ thấy vậy cũng rất hài lòng, bấy giờ mới dẫn trợ lý lên xe dành riêng cho nhân viên. Tất cả khách mời cần phải tập trung lại ở sân bay sau đó cùng ngồi lên xe buýt mà ekip chương trình chuẩn bị để tới địa điểm đã được chỉ định. Vừa lên xe Diệp Lạc Dao đã thấy có người ngồi sẵn là Tống Chiết Hàm, ánh trăng sáng dịu dàng nhất trên đời trong mắt fan, trên thực tế lại là vua độc miệng uống rượu hút thuốc đủ cả. Thấy người đến Tống Chiết Hàm lập tức bật dậy nở nụ cười dịu dàng, "Chào cậu, có cần tôi giúp một tay không?" Diệp Lạc Dao vội vàng lắc đầu, không cần đâu không cần đâu trong lòng cậu hốt hoảng nghĩ đừng bị vẻ ngoài lễ phép lịch sự của tống chiết hàm đánh lừa trông có vẻ nhiệt tình vậy thôi chứ thật ra đó chỉ là hình tượng bên ngoài mà thôi tống chiết hàm không thể phá vỡ hình tượng của mình được nên với ai cũng cực kỳ khách sáo có điều mình không thể coi đó là thật được tiếc rằng những người khác thì không giống mình tưởng rằng tống chiết hàm nhiệt tình thật sau đó tất cả bọn họ đều bị anh ta kéo lên dis hết diệp lạc sao không muốn dìm cả bản thân vào đó chỉ vì hóng drama thôi đâu cậu còn phải nghiêm túc kiếm tiền trong giới giải trí để về nuôi gia đình nữa mặc dù kênh livestream của cùng nhau đi du lịch mới mở ra nhưng vì khoảng thời gian trước đã được marketing đâu vào đó nên lúc này người xem đã quá 10.000. hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên khoảnh khắc lúc diệp lạc sao xuất hiện giữa màn hình bão bình luận trong kênh toàn là đẹp trai quá đi mất một phút cho tôi tất cả phương thức liên lạc của cậu này diệp lạc sao hình như tôi từng nghe đến cái tên này ở đâu rồi thì phải sau khi nghe diệp lạc sao tự giới thiệu bản thân tống chiết hàm cũng bật cười nói một câu y chang bão bình luận hình như tôi từng nghe tên cậu ở đâu rồi ấy Diệp Lạc Sao lễ phép cười cười, vậy hả? Sau đó nứt toát trong lòng, có ai không tới cứu tôi với? Mình thật sự không biết cách trò chuyện với người khác, còn là nói chuyện với vua độc miệng Tống Chiết Hàm nữa chứ. Mình sẽ không vô tình nói ra lời gì đó làm mích lòng anh ta, sau đó bị diss tung tóe trên clon đấy chứ. Lúc này một giọng nữ vang lên từ bên ngoài, ôi mệt quá chừng. Nghe thấy vậy, cả Diệp Lạc Sao và Tống Chiết Hàm cùng quay sang nhìn. Chỉ là bọn họ im lặng đợi mấy giây mà vẫn chẳng thấy ai lên xe. Tống Chiết Hàm bèn đứng dậy đi lên phía trước hỏi có khách mời mới tới hả? Đỗ Nguyệt cầm lên giọng nói, đúng vậy, sao mãi mới ra thế? Mau tới phụ tôi một tay đi cậu nhóc, nghe câu nói này. Diệp Lạc Giao lập tức nhướng mày, đây là, Đỗ Nguyệt cầm hả? Là văn nghệ sĩ thích cậy già lên mặt, ỉ vào thân phận người đi trước mà sai xử người vai dưới trong giới, biết người tới là ai rồi nên cậu dứt khoát dựa người lại vào ghế. Hoàn toàn không có ý định ra ngoài nữa, thấy cảnh tượng này, người xem livestream cũng sửng sốt, Tống Chiết Hàm đã đi giúp rồi mà Diệp Lạc Giao lại không động đậy chắc cậu bé ngốc nghếch này mới tham gia sâu giải trí lần đầu nên không biết đối nhân xử thế chăng dù đối nhân xử thế thì cũng phải biết tiến lên giúp một tay chứ bên ngoài đỗ nguyệt cầm nhét hết ba cái vali cho tống chiết hàm ngoài miệng khó chịu nói cậu chậm chạp quá đấy mau lên mang vào cho tôi đi thấy đống đồ đột nhiên xuất hiện trong tay mình chăn tống chiết hàm nổi đầy gân xanh đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại người không biết khách sáo là gì như vậy đấy nhớ bản thân không thể phá vỡ hình tượng được anh ta cũng chỉ có thể kiềm chế mà nặn ra một nụ cười dịu dàng sau đó im lặng nhẫn nhục chịu khó mang toàn bộ hành lý của đỗ nguyệt cầm lên xe thấy cảnh này phan hâm mộ của anh ta không khỏi đau lòng chết hàm vất vả rồi cục cưng giỏi quá không giống ai đó vẫn còn ngồi yên mà đúng là diệp lạc giao vẫn đang ngồi yên thật không chỉ ngồi mà cậu còn quan sát biểu cảm trên mặt tống chết hàm nữa cơ diệp lạc giao thấy rõ rằng sau khi chắc chắn máy quay không quay đến mặt may tống chết hàm đen như mực ba lần ừm mình không nhìn nhầm ba lần sầm mặt đỗ nguyệt cầm tỏ vẻ ghét bỏ nói cậu xem đầu cậu đầy mồ hôi kìa mới chuyển có mấy vali đã mệt đến mức đó. Cậu xem lại cái thân hình nhỏ bé của mình mà xem, không được, cậu về rèn luyện thêm đi. Sau này có dọn thêm nhiều vali hơn nữa cũng sẽ không mệt đến vậy, Diệp Lạc sao suýt nữa bật cười thành tiếng. Vậy mà bà lại dám nói một người đàn ông không được, tống chết hàm ngơ người luôn rồi ha 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 ha, đúng là tống chết hàm ngơ luôn thật. Thậm chí anh ta còn quên cả việc giữ vững hình tượng mà nhìn Đỗ Nguyệt Cầm với vẻ khó tin, Đỗ Nguyệt Cầm vẫn không ngừng lải nhải dạy dỗ anh ta, được rồi, cậu đừng đứng đó nữa, tìm một chỗ mà ngồi đi, có điều người nhiều mồ hôi vậy thì cách xa tôi một chút bà ta vừa nói vừa giơ tay lên bịt mũi giờ phút này mặt tống chiết hàm đã hoàn toàn đen như đít nồi rồi nụ cười dịu dàng thương hiệu cũng chẳng còn nữa fan hâm mộ đang xem livestream cũng bùng nổ gì vậy trời cái bà đỗ nguyệt cầm này bị điên à đậu má tức chết đi được sao trên đời lại có loại người này vậy chứ diệp lạc giao suýt nữa cười chết đỗ nguyệt cầm là như vậy đấy không chỉ thích cậy già lên mặt mà còn thích dùng thân phận lớn tuổi hơn để chèn ép dạy dỗ người vai dưới nữa bà ta cảm thấy người khác giúp mình là chuyện đương nhiên, thế nên, còn lâu cậu mới chủ động rước khó chịu vào người, Tống Chiết Hàm nghiến chặt răng xoay người đi xuống đuôi xe rồi nặng nề ngồi xuống, Diệp Lạc Dao không khỏi thán phục, khổ ghê, còn phải cười lâu như vậy, Diệp Lạc Dao cẩn thận liếc sang bên cạnh thấy Tống Chiết Hàm móc điện thoại ra, ngón tay lia cực nhanh trên màn hình như đang gõ văn bản, lòng dạ Diệp Lạc Dao lập tức ngứa ngáy, chẳng lẽ anh ta đang soạn bài đăng lên clon mình muốn biết Tống Chiết Hàm nói gì quá, mình nhớ hình như trong cốt truyện có đề cập đến ACC clon của anh ta mà có điều mình quên mất tên gì rồi đúng lúc này giọng tống chiết hàm quay sang nhìn cậu hỏi sao vừa rồi cậu không qua giúp vậy diệp lạc giao vô cùng chân thành đáp anh có gọi tôi qua giúp đâu bản thân tôi không thích xen vào việc của người khác lắm tống chiết hàm nghẹn họng người xem livestream đồng loạt im miệng sau cuộc đối thoại của hai người nói thật là tôi cũng cảm thấy diệp lạc giao nói không sai ai nói không phải đâu dù sao thì cũng chẳng ai muốn trao lòng tốt không nhận được hồi báo xứng đáng thương thay tống chiết hàm sau khi tống chiết hàm im lặng nhất thời cả khoang xe chỉ còn lại tiếng cười của một mình đỗ nguyệt cầm có vẻ như bà ta đang báo bình an cho người nhà thì phải nói đến chỗ mắc cười là lại cười hô hố như những người còn lại không tồn tại vậy thế là trong khoảng thời gian ngắn cả khoang xe chỉ còn lại tiếng cười chói tai của bà ta tống chiết hàm càng ngay càng thấy nhức đầu thế là anh ta lại móc điện thoại ra diệp lạc sao liền nôn nao trong lòng chắc chắn là anh ta đang phỉ nhổ mình muốn xem quá đi rốt cuộc clon của tống chiết hàm tên là gì vậy chứ mình nhớ mang máng là không phải tình cờ clon của Tống Chiết Hàm bị lộ mà là vì tên ACC clon của anh ta trùng với tên. Đúng rồi. Tên clon của anh ta trùng với tên con chó mà anh ta nuôi. Con chó tên gì ấy nhỉ? Diệp Lạc Giao bấm vào ACC chính của Tống Chiết Hàm tìm kiếm chút tin tức quan trọng. Sao lại có người đặt tên cho chó nhà mình là câu xử vậy chứ? Thảo nào clon lại bị người ta bóc. Cái tên này quá độc. Sau khi vào xem ACC Weibo, Diệp Lạc Giao cười ngất. Ha 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 ha. Ôi mẹ ơi, sao Tống Chiết Hàm lại chửi hay vậy nhỉ? bài đang đúng một câu đỗ nguyệt cầm chẳng khác gì bà điên tiếp tục kéo xuống dưới còn có hai bài nữa đúng 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 tôi cần phải rèn luyện thêm tôi phải cố gắng luyện ra hai cánh tay đầy cơ bắp táng chết dí bà già lụ khụ như bà mới được tôi tới đây là để quay sâu chứ không phải để xem mấy người điên điên khùng khùng đâu diệp lạc sao cố gắng nắm chặt tay nín cũng đúng lúc này một giọng nam tràn đầy năng lượng vang lên tôi không phải là người đến đầu tiên hả diệp lạc sao nhìn tống chiết hàm đang ngồi gần đấy lần này hiếm khi thấy anh ta im lặng ngồi yên rất nhanh sau đó một người đàn ông cao lớn người đầy cơ bắp xách theo một cái vali nhỏ màu hồng xuất hiện trong tầm mắt mọi người diệp lạc dao trợn to mắt giọng nói trở nên hưng phấn đàn ông cơ bắp chu tử kiện nở nụ cười tươi chào hỏi chào mọi người tôi tên là chu tử kiện tôi còn tưởng mình là người đến đầu tiên chứ diệp lạc dao ngồi thẳng người lễ phép chào hỏi xin chào tôi là diệp lạc dao trên mặt tống chiết hàm vẫn là nụ cười thương hiệu tống chiết hàm đỗ nguyệt cầm liếc mắt thấy chu tử kiện liền tắt điện thoại nở nụ cười tươi chào tiểu chu thái độ này sao vừa rồi bà ta lại làm mặt lạnh với mình và tống chiết hàm vậy diệp lạc sao liếc nhanh sang tống chiết hàm không hề bỏ lỡ cái trợn trắng mắt trong âm thầm của anh ta chu tử kiện cất xong vali tìm chỗ ngồi xuống đỗ nguyệt cầm liền quan tâm hỏi dưới mắt cậu bị gì vậy tiểu chu chu tử kiện có hơi lúng túng anh ta trần trừ hồi lâu rồi mới đáp à thì tôi mấy ngày trước tôi vô tình bị ong mật chích nên đã dùng kem che khuyết điểm che rồi vẫn nhìn thấy hả đỗ nguyệt cầm lập tức ngồi xuống chỗ đối diện với chu tử kiện vậy sao vậy cậu đã đi khám chưa Gia đa nhạy bén của Diệp Lạc sao báo cho cậu biết có gì đó sai sai ở đây, nhưng vừa rồi mình thấy dưới mắt Chu Tử Kiện tím bầm mà, bị ong chích hẳn là phải vừa đỏ vừa sưng chứ, còn nữa, thái độ của Đỗ Nguyệt Cầm với Chu Tử Kiện hình như tốt quá rồi thì phải. Vừa rồi lúc chào hỏi mình thậm chí bà ta còn chỉ gật đầu nữa, sao bây giờ mới gặp Chu Tử Kiện đã ngồi luôn bên cạnh anh ta rồi vậy? Chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ thông tin quan trọng gì? Diệp Lạc sao nhanh chóng nhớ tới một số chi tiết kinh ngạc nghĩ, thì ra là vậy. Đúng lúc này, giọng Đỗ Nguyệt Cầm ôn nhu nói: nhưng sao tôi thấy có vẻ không giống ong chích lắm nhỉ trái lại giống như là diệp lạc dao nhanh chóng bổ sung trong lòng anh ta bị bạn tốt đấm đấy ngay mấy ngày trước chu tử kiện dẫn mẹ của bạn tốt đi dạo phố sau đó bị người bạn đó bắt gặp như vậy hỏi sao lại bị đòn còn đỗ nguyệt cầm kia hình như gu bà ta là chu tử kiện còn to gan tỏ tình với chu tử kiện trong một sâu giải trí nào đó nữa cơ ấy từ từ không phải chứ không trùng hợp đến mức là cái sâu này luôn đấy chứ tân diệu vừa mới tới bên cạnh xe nghe vậy đầy đầu hỏi chấm anh nhớ chương trình của bọn họ là chương trình đi du lịch chứ có phải chương trình yêu đương đâu nhỉ? Tần Diệu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân cũng tới tham gia ghi hình chương trình, biết một vài tin tức sớm để kịp thời chuẩn bị phương án ứng phó. Diệp Lạc Giao vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, nếu trùng hợp như thế thì tôi chính là người đã ngăn cản chương trình tập kỹ này lại. Mình thật sự không dám tưởng tượng đến cái cảnh Đỗ Nguyệt Cầm tỏ tình với Chu Tử Kiện theo kiểu hoạt bát đáng yêu thì sẽ trông như thế nào, đúng là tổng giám đốc Tần. Ánh mắt lựa chọn khách mời thật sự rất đặc biệt, Tần Diệu vừa bước lên xe sững người lại, Diệp Lạc Giao trùng hợp ngẩng đầu lên, "A, à, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới." Cậu cười dạng rỡ xinh đẹp, vẫy vẫy tay chào hỏi Tần Diệu. Đỗ Nguyệt Cầm cũng chú ý tới Tần Diệu, bà ta rất nhiệt tình chào hỏi anh, "À, Tiểu Tần cũng tới rồi à, bên ngoài nóng, trên đường có khó chịu lắm không?" Gia đa của Diệp Lạc Giao đột nhiên hoạt động, Tần Diệu bỗng chốc cảm thấy có hơi không ổn. Quả nhiên, gần như ngay lập tức anh đã nghe thấy Diệp Lạc Giao kích động nói, "Không thể nào, không thể nào, không lẽ đỗ nguyệt cầm còn đồng thời nhìn chúng tổng giám đốc tần đẹp trai giàu có sao mặc dù tổng giám đốc tần không có cơ bắp khoa trương như chu tử kiện nhưng hình như anh ấy cũng là kiểu người mặc quần áo thì thấy gầy nhưng cởi đồ là cơ bắp cuồn cuộn nhỉ tần diệu nhìn đỗ nguyệt cầm trước mặt vô thức lùi về sau một bước nặn ra nụ cười cứng đơ đáp cảm ơn cô đỗ đã quan tâm tôi không nóng đỗ nguyệt cầm tươi cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình cậu mau qua đây ngồi tần diệu cất hành lý bước chân không ngừng nhanh chóng đi về hướng diệp lạc giao rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu nói em trai của bạn, tôi phải chăm sóc kỹ chút. Diệp Lạc Giao mở to mắt, không cần, không cần, tổng giám đốc Tần không cần vì tôi mà hủy mình, Tần Diệu cắt ngang gọi. Lạc Giao, Diệp Lạc Giao ngừng lại không nói thầm trong lòng nữa, chớp mắt mấy cái, hoài nghi hỏi, tổng giám đốc Tần. Tần Diệu vội đáp, không cần gọi tôi là tổng giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đang ghi hình. Sau này cứ gọi tên tôi là được rồi, Diệp Lạc Giao ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thầm nói. Sao lại đột nhiên nói chuyện này với mình nhỉ, nhưng mà gọi thẳng tên ra có vẻ không được tốt cho lắm hay cứ gọi là thầy tần đi tần diệu thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không tiếp tục nói tới chuyện vừa rồi là được đỗ nguyệt cầm thấy vậy có hơi tiếc nuối nhanh chóng lại quay sang quan tâm chu tử kiện bão bình luận trên livestream bởi vì sự xuất hiện của tần diệu mà dâng lên một làn sóng nhỏ tần diệu từng là ảnh đế nhưng hiện tại chỉ tập trung vào kinh doanh lâu lắm rồi không thấy thần tượng của tôi lộ diện tần diệu anh là người đàn ông nhẫn tâm cuối cùng cũng chịu xuất hiện làm việc không ngờ diệp lạc sao lại quen biết với anh diệu không cần nói nhiều hai anh đẹp trai ngồi kế nhau đúng là cảnh đẹp ý vui bình luận này nhận được không ít like của cư dân mạng đương nhiên nếu giọng đỗ nguyệt cầm nhỏ hơn chút nữa thì lại càng hoàn mỹ bọn họ chờ không lâu lắm thì có hai vị khách mời chạy tới một người trong đó nói chúng tôi tới rồi có ai có thể giúp đỡ một tay không diệp lạc giao nhìn tống chiết hàm vẫn đang do dự trong lòng không ngừng gào thét tống chiết hàm anh còn nhớ hình tượng của mình không thế anh là ánh trăng sáng dịu dàng đó sao lại không phải là người hành động đầu tiên chứ hả phía trước chu tử kiện chuẩn bị xuống xe giúp đỡ đỗ nguyệt cầm vươn tay kéo anh ta lại cậu tính làm gì chu tử kiện thành thật đáp đi giúp đỡ đỗ nguyệt cầm liếc nhìn bên ngoài nói hai cô gái bọn họ chỉ kéo hai cái vali cũng không phải không thể tự mình mang lên được cậu giúp đỡ cái gì chứ chu tử kiện hơi trợn tròn mắt ngạc nhiên diệp lạc sao hưng phấn bày tỏ ôi 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 chưa được bao lâu mà đỗ nguyệt cầm đã không cho chu tử kiện giúp đỡ người ta rồi chẳng lẽ đỗ nguyệt cầm thích chu tử kiện nhanh tới vậy sao cho nên bà ta xem khách mời nữ mới tới là tình địch tham gia chương trình tạp kỹ này thật sự là quyết định không sai. Hit drama tại hiện trường thật sự rất thú vị. Lúc này Tống Chiết Hàm mới đứng dậy giúp đỡ, đột nhiên Diệp Lạc Giao quay qua nhìn Tần Diệu. Tần Diệu nghi ngờ hỏi, sao thế? Diệp Lạc Giao đáp lời, hay là chúng ta cũng giúp đỡ đi, trong lòng nghĩ. Dù sao đó cũng là hai cô gái mà, Tần Diệu đứng lên đuổi theo Tống Chiết Hàm nói, để tôi. Ở trên xe, Đỗ Nguyệt Cầm còn đang nắm cánh tay Chu Tử Kiện không buông ra. Gương mặt Chu Tử Kiện đỏ bừng, biểu hiện của Đỗ Nguyệt Cầm rõ ràng như thế, sao anh ta lại không hiểu chuyện gì được chứ anh ta vội rút tay ra cùng đi giúp đỡ mặt đỗ nguyệt cầm liền không vui cư dân mạng cũng đồng thời phát hiện đỗ nguyệt cầm có gì đó sai sai sao tôi cảm thấy thái độ của đỗ nguyệt cầm với chu tử kiện có gì đó là lạ nhỉ đúng đúng thế tôi cũng cảm thấy như thế đừng nói bà ta thích chu tử kiện đấy nhé ha 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 cứ xem như là cùng nhau yêu đương đi vận may của chu tử kiện sao kém dữ vậy vừa mới tới đã bị một khách mời nữ đáng tuổi mẹ cậu ta nhìn chúng rồi Khóe miệng Diệp Lạc Dao lại lần nữa không kiềm chế được mà cong lên, "Tốt, được lắm." Chu Tử Kiện xem ra vẫn còn chút đức hạnh của một thằng đàn ông, còn biểu tình của Đỗ Nguyệt Cầm, thật quá đặc sắc, thú vị, vô cùng thú vị, nếu mình làm hậu kỳ thì nhất định phải biên tập đoạn ngắn vừa rồi đặc sắc một chút. Tốt nhất là quay chậm và phóng đại vẻ mặt của từng khách mời một, sau đó còn chèn thêm phụ đề giải thích. Ai bảo đi du lịch thì sẽ không có những màn cạnh tranh khốc liệt chứ? Ai nói mấy đoạn ngắn như thế này không thể nào lên hot sớt được chứ? Nếu thật sự biên tập như thế nói không chừng chương trình này còn có thể bùng nổ đấy tần diệu vừa quay lại chỗ ngồi bên cạnh diệp lạc Sao đã nghe được câu nói này đôi mắt tần diệu lập tức sáng lên anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho đạo diễn và người phụ trách hậu kỳ giữ lại không chỉ giữ những hình ảnh này lại cho tập phát sóng chính thức mà còn phải cắt ghép cho đẹp hai khách mời nữ mới tới một người là ngôi sao nổi tiếng đang hot tên dương kỳ một người là thần tượng mới vừa ra mắt tên lưu nghiên dương kỳ chỉ liếc mắt một cái cô ta đã nhận ra địch ý của đỗ nguyệt cầm dù sao cũng là trưởng bối cô ấy chỉ có thể giả vờ như không biết, Lưu Nghiên thì lại bị người nhà bảo vệ quá kỹ, chẳng hề phát hiện ra chút bất thường nào, cô ấy còn cười chào hỏi với Đỗ Nguyệt Cầm, sau đó ngồi cạnh Chu Tử Kiện. Chu Tử Kiện là giáo viên hướng dẫn trong chương trình tuyển chọn mà Lưu Nghiên tham gia, sau khi chương trình tuyển chọn kết thúc, hai người họ cũng thường xuyên hợp tác. Quan hệ không tệ, Diệp Lạc Dao liếc mắt nhìn Đỗ Nguyệt Cầm vui sướng nghĩ, "Ê, bà ta tức giận tới trắng bệch cả mặt luôn, thật kích thích, đáng xem lắm, rất đáng giá, muốn xem nhiều thêm chút nữa." sắc mặt đỗ nguyệt cầm lúc đỏ lúc trắng cũng may bầu không khí này không kéo dài quá lâu mấy phút sau khách mời cuối cùng lê tư viễn cũng đã tới tám vị khách mời đã tập hợp đầy đủ diệp lạc sao nhanh chóng nhìn lướt qua mọi người ừm đây chính là nhân tài hội tụ hổ giấu mình rồng ẩn núp mọi người đã tới đủ xe buýt chở tám người bọn họ tới trạm rừng đầu tiên số đầu tiên của chương trình được ghi hình trên đảo nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay là các khách mời cùng nhau hoàn thành bữa tối nấu cơm tối không tính là khó đa số khách mời đều không có ý kiến gì ngoại trừ lưu nghiên cô nhỏ giọng phàn nàn nhưng tôi không biết nấu cơm nhiệm vụ này phải làm thế nào chu tử kiện nhanh chóng an ủi cô ấy nấu cơm không cần nhiều người như vậy em không biết nấu thì ở bên cạnh giúp đỡ mọi người là được lưu nghiên cười ngọt ngào nói vâng đồ nguyệt cầm khó chịu nói mấy cô gái trẻ này đúng là tràn đầy sức sống tuổi trẻ nha lưu nghiên nghe vậy tưởng rằng bà ta đang khen mình cười cười nói chị cũng không có già mà cũng tương tự như mẹ em vậy diệp lạc sao cầm nín không phải chứ lưu nghiên à Ai bảo cô nói chuyện như thế hả? Phụ nữ rất để ý tới chuyện tuổi tác, đặc biệt là Đỗ Nguyệt Cầm. Lúc nãy bà ta còn muốn dụ dỗ Chu Tử Kiện đó, bây giờ cô lại ở trước mặt anh ta nói bà ta giống mẹ cô, chắc chắn bà ta sẽ tức tới nổ tung luôn. Quả nhiên, sắc mặt Đỗ Nguyệt Cầm ngay lập tức trầm xuống, thế nhưng Lưu Nguyên vẫn chẳng hề nhận ra nói. Chị không cần lo lắng chuyện tuổi tác, mẹ em cũng. Đỗ Nguyệt Cầm chừng mắt cắt lời, được rồi, cô có ý gì hả? Lưu Nguyên ngây người, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, vốn dĩ hoàn cảnh cô ấy rất tốt còn được ba mẹ cương chiều, nói chuyện hay làm việc đều là kiểu thích gì làm đấy. Nói cách khác, trong tình hình cần nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, cô ấy chẳng có chút năng lực nào, Lưu Nghiên ngơ ngác hỏi. Nói gì sai sao? Đỗ Nguyệt Cầm tức giận tới nỗi lồng ngực phập phồng mãnh liệt, cả gương mặt bà ta đỏ lên. Cô chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng vào mặt mà mắng tôi ra thôi, cô nói xem cô có nói sai cái gì không? Lưu Nghiên chưa từng bị ai mắng như thế. Khóe mắt cô ấy đỏ ửng, có phải trước tiên là chị nên. Đỗ Nguyệt Cầm hét lớn, câm miệng, từ lúc nãy tôi đã biết cô chẳng phải người tốt lành gì. Quả nhiên, cô mới tới chưa được bao lâu đã hận không thể dính lên người người khác, loại trà xanh cấp thấp như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Không cần giả vờ trước mặt tôi." Chu Tử Kiện vội đỡ lời nói. "Chị Đỗ, Lưu Nghiên chỉ là không biết cách ăn nói thôi, chị đừng chấp nhặt với em ấy." Đỗ Nguyệt Cầm thấy Chu Tử Kiện còn nói đỡ giúp Lưu Nghiên thì lại càng tức giận hơn, "Là tôi muốn chấp nhặt với cô ta à? Chẳng lẽ lúc nãy cậu không nghe thấy cô ta nói gì sao? Sao cậu có thể thiên vị một bên như thế được?" Chu Tử Kiện hơi há miệng nhưng lại không nói được gì tống chiết hàm nhỏ giọng nói em ấy nói không sai mà diệp lạc sao ngỡ ngàng nghĩ không phải chứ tống chiết hàm anh còn nhớ rõ hình tượng của mình là gì không còn nữa câu nói vừa rồi của anh đúng là đổ thêm dầu vào lửa mà lúc này diệp lạc sao liếc mắt thấy lê tư viễn vốn dĩ đang dùng mũ che kín mặt cũng đã bỏ mũ ra trong lòng cậu bỗng nhiên trở nên hồi hộp hình như lê tư viễn tức giận rồi thì phải chương trình tập kỹ này của chúng ta sẽ không phải ngay cả ngày đầu tiên cũng không thể hoàn thành ghi hình đấy chứ Tân diệu trầm mặc bây giờ cậu mới bắt đầu lo lắng có hơi trễ rồi đấy đỗ nguyệt cầm khó tin nhìn tống chiết hàm chợt lúc này giọng lê tư viễn vang lên tôi nói đờ mờ mấy người có thể yên tĩnh một chút không mấy người nhiều sức lực không cần nghỉ ngơi nhưng đờ mờ tôi cần xe buýt này là nhà mấy người mua à mấy người có muốn cầm cái loa lên nói ầm ĩ luôn không nếu thật sự không được nữa tôi rời camera qua đó tuyên truyền cho mấy người nhé giọng nói vô cùng kiêu ngạo và bất mãn từ đằng trước vọng xuống câu sau còn kinh người hơn câu trước Diệp Lạc Sao yên lặng thắp cho Đỗ Nguyệt Cầm một ngọn nến ở trong lòng. Tới rồi. Tính tình Lê Tư Viễn không tốt, đồng thời còn rất ghét có người quấy rối khi anh ta đang ngủ nữa. Lê Tư Viễn mắng tiếp: Một bà điên, hai người không có tố chất. Từ lúc bắt đầu lên xe là đã chít 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 chít. Nếu không biết là đang ghi hình thì còn tưởng là đang ở chợ bán thức ăn đấy. Diệp Lạc Sao bịt miệng lại. Mắng tốt lắm, cũng dám mắng, chửi hay thật. Mọi người ở đây đều bị Lê Tư Viễn làm sững sờ. Lưu Nghiên Quỳnh cả khóc. Cảm xúc của Đỗ Nguyệt Cầm cũng bị đánh gãy bà ta khiếp sợ nhìn lê tư viễn nói cậu lê tư viễn còn đang tức giận không ngừng mắng cậu cái gì mà cậu bà trẻ nhất bà là số một thế giới được chưa tôi 40 còn bà 18, bà cứ sống đi làm gì có ai sống qua bà chứ đỗ nguyệt cầm quát lớn lê tư viễn lê tư viễn hất cằm nói sao nào có ý kiến với tôi sao được vậy bây giờ bà liên hệ với đạo diễn nói bà không muốn ghi hình chương trình nữa dù sao tôi cũng sẽ không ngăn cản bà đừng hỏi tại sao tôi không rời đi người chủ động gây sự không phải tôi tôi càng không phải người vừa thấy người ta đã không ưng nếu bà đã không thích nhìn hai người không có tố chất lại lắm lời kia cũng không thích nhìn thấy tôi vậy chắc chắn bà đi là tốt nhất diệp lạc Giao thật sự cười tới mức muốn nội thương tân diệu cũng rất muốn cười nếu chương trình này không phải do anh đầu tư thì hẳn là anh cũng có thể cười thoải mái giống như vậy tân diệu liếc qua ghép cam đằng trước đúng là không dám nghĩ tới lúc này bình luận sôi nổi tới mức nào khi nghe được một chàng dài của lê tư viễn lúc phát sóng trong gần một phút trên màn hình lit nha lit nhít các loại bình luận Oa, wow, ngôi sao gây gổ kìa, lần đầu xem ngôi sao gây gổ hơi kích động xíu. Có những việc nào cần chú ý không? Mặc dù đúng thế nhưng khoảnh khắc Lê Tư Viễn chỉ mắng đã đi vào lòng tôi rồi, đạo diễn cũng hoang mang không kém, nhưng được Tần Diệu chỉ thị không cắt sóng đành làm theo. Trên xe, Đỗ Nguyệt Cầm vừa tức giận vừa hoang mang sao Lê Tư Viễn không nể mặt bà ta là tiền bối, Diệp Lạc Sao nhìn được suy nghĩ của Đỗ Nguyệt Cầm, âm thầm lắc đầu. Người lớn à, thời đại thay đổi rồi, chẳng lẽ bà chưa từng thấy cảnh hậu bối sinh sau năm 2000 bật xếp à? trong giới giải trí thì không có xếp chắc một lúc lâu sau đỗ nguyệt cầm mới lạnh lùng nói lê tư viễn có ai nói chuyện với người lớn như cậu không hả diệp lạc giao chớp mắt vài cái có khi nào lê tư viễn cũng nói chuyện với người lớn nhà mình như thế không tần diệu hơi kinh ngạc thật hay giả vậy dây tiếp theo lê tư viễn dùng hành động thực tế chứng minh lời của diệp lạc giao là thật sao lại không có cả nhà tôi đều nói chuyện với người lớn như thế đấy cũng không phải tôi không tôn trọng người lớn tôi chỉ không thích cái thứ già mà không nên nết như bà đỗ nguyệt cầm hét lên ai già mà không nên nết cậu nói ai già hả diệp lạc sao lại che mặt lần nữa không nhịn được cười như điên trong lòng ha 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 đỗ nguyệt cầm đã hoàn toàn bị rất mũi rồi lại đi gây gổ về phương diện này diệp lạc sao nghiêng đầu nhìn tống chiết hàm đang thoải mái xem drama lại nhìn lê tư viễn hai người họ chắc là không phân cao thấp khó phân như nhau chu tử kiện mở miệng hòa giải chị đỗ tư viễn không thì bớt tranh cãi một tí bây giờ chúng ta còn đang livestream mà dương kỳ cũng nói theo đúng thế đừng ầm ĩ dù sao chúng ta còn đang quay chương trình mà Đỗ Nguyệt cầm trợn tròn mắt. Tôi đừng làm ầm ĩ, rốt cuộc là ai gây chuyện trước? Livestream sao? Đúng lúc lắm, để cho các khán giả bình luận phân xử xem thử rốt cuộc là lỗi của ai. Diệp Lạc Sao đã lén lấy điện thoại ra từ lâu rồi khẽ tổng kết trong lòng. Đa số cư dân mạng và khán giả đều ủng hộ Lê Tư Viễn, lý do là họ cũng rất ghét người nói chuyện ồn ào ở nơi công cộng mà không thèm để ý người khác, cũng không thích kiểu người hay tranh cãi vô lý như Đỗ Nguyệt Cầm, còn có một phần cư dân mạng cảm thấy là Lê Tư Viễn sai. Dù sao hiện tại chúng ta đang quay livestream, Chu Tử Kiện nói chuyện với Lưu Nghiên cũng dễ hiểu, là anh ấy chuyện bé xé ra to. Phần cư dân mạng còn lại cho là Chu Tử Kiện, Lưu Nghiên, còn có Đỗ Nguyệt Cầm và Lê Tư Viễn. Dù sao trước khi đạo diễn xuống xe cũng nói rồi, trong quá trình chuyển địa điểm cũng không quay gì quan trọng cả, mọi người có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Tử Kiện và Lưu Nghiên nói chuyện lớn tiếng không để ý tới người khác là sai, Đỗ Nguyệt Cầm ngàn dặm xa xôi chủ động đi qua kiếm chuyện cũng sai. Lê Tư Viễn đứng lên chửi thẳng vào mặt người ta hoàn toàn sai, có điều Lê Tư Viễn chửi rất êm tai, không dùng từ tục nào, nhưng ý trong từ lại rất tục. Tần Diệu nhớ tới cái giọng quái gở lúc nãy của Lê Tư Viễn, không nhịn được cười khẽ. Nghe thấy tiếng cười, bà ta quay đầu nhìn, tiểu tần, cậu nói thử xem. Diệp Lạc Dao quay đầu nhìn Tần Diệu đầy chiều mến, xếp tần, anh đang sợ drama chưa đủ vui hả? Sao lại kéo bản thân xuống nước thế này? Tần Diệu trầm mặc nghĩ, đơn giản là anh nhịn không nổi thôi mà. Anh nhìn bà ta chậm rãi nói, cũng chỉ là một vài mâu thuẫn nhỏ thôi. Chị Đỗ đừng làm tổn thương hòa khí với Tư Viễn vì chuyện nhỏ nhặt này, không được binh vực bà ta tức giận nói, cậu ta chỉ còn thiếu nước chỉ vào mũi tôi mắng chuyện này mà kêu nhỏ à tiểu tần cậu cũng đừng giúp tân diệu ngước mắt lên ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đỗ nguyệt cầm đỗ nguyệt cầm nghẹn lời không dám nói tiếp xem chút bà ta quên mất ai là boss ở đây bà ta mất tự nhiên nhìn chỗ khác chừng lê tư viễn một cái mới nói được rồi nề mặt tiểu tần thân làm người lớn như tôi cũng không so đo với cậu ta nữa lê tư viễn trợn mắt không hề khách sáo chút nào ngồi thẳng xuống không thèm quan tâm tới đỗ nguyệt cầm đỗ nguyệt cầm vẫn chưa tha nói tiếp chuyện này nếu là những người khác thì chắc chắn cậu ta không xong với tôi đâu bà ta lại nhìn tần diệu nịnh nọt ôi tiểu tần cũng không phải lúc nãy chị giận mà là người trẻ bây giờ đúng là không biết nói chuyện gì cả tần diệu khẽ gật đầu không đáp lời đỗ nguyệt cầm tự chuốc xấu hổ cười ngượng tống chiết hàm đột nhiên đứng lên nhìn bà ta tìm nơi xa nhất ngồi xuống diệp lạc sao vội vàng quay đầu nín cười phải nói là ánh mắt lúc nãy của sếp tần đẹp trai thật đấy nhưng mà sếp tần nói như thế thì drama kết thúc hơi sớm rồi tần diệu buồn cười nhìn diệp lạc sao thì ra là cậu chưa xem đủ à chợt điện thoại cậu rung lên thông báo để theo dõi drama cậu lập acc clone theo dõi nick câu xử vừa xem xong cậu cười ngất trong lòng ha 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 tân diệu bị tiếng cười bất chợt của diệp lạc sao ồn tới đau tai vô thức nghiêng đầu nhìn cậu diệp lạc sao vùi đầu vào trong bả vai cười tới mức cả người cứ run run tôi phục tống chiết hàm đi xa như thế là vì đăng weibo à ba bài đăng weibo liên tiếp lời lẽ sắc bén xỉa sói sâu sắc người trẻ bây giờ tố chất cao quá nếu tố chất không cao thì có thể để bà ngồi ở đây cằn nhằn à giải quyết chưa xong với người ta nữa có lúc rất nghi ngờ có phải bà ta có cái gì khó nói ở phần trí thông minh hay không, nên chẳng phân biệt được thị phi, đổi trắng thay đen như thế. Được rồi, bà ta thật sự có vấn đề về trí tuệ, một chàng trai trẻ đẹp trai rộng lượng như tôi nên nhường cái bà cụ này thôi. Sau khi kết thúc một drama, thoáng chốc trong xe buýt vô cùng yên tĩnh, trên mạng thì không như thế, video vừa được đăng lên không bao lâu liền hot. Cư dân mạng xem xong vừa khiếp sợ vừa buồn cười, đúng là sống lâu cái gì cũng thấy được, không ngờ sinh thời tôi cũng có thể thấy được ngôi sao công khai trở mặt đấy chả thế còn gì nhìn cái tiêu đề kia trước khi tôi nhấp vào thì cho là tài khoản marketing mấy người thưa dệt thôi sau khi xem xong tôi bội phục sát đất luôn miệng của lê tư viễn chính là miệng của tôi được cùng nhau đi du lịch đúng không tôi phải đu chương trình thực tế này chờ đã người bên cạnh tần diệu là diệp lạc sao hả sao lại có cậu ta diệp lạc sao là ai rất nhanh đã tìm được video có mặt cậu một lần đương nhiên là hiện trường livestream phùng tử kỳ bị bóc mẽ một lần khác là video từ báo chí hiện trường hội triển lãm cư dân mạng nhanh chóng hợp ba đoạn video này thành một đăng thẳng lên trong thoáng chốc cư dân mạng hóng drama tràn ngập vui vẻ không phải chứ hiện trường ba lần hóng drama đều có diệp lạc sao sao chỗ đó đều có diệp lạc sao cậu thế hả trình độ mắng người của lê tư viễn buồn cười 100%, trình độ diệp lạc sao có mặt ở hiện trường buồn cười một triệu phần trăm